Xin chào các bạn, mai tôi sẽ đi hướng dẫn các bạn làm một cái demo về cái hiệu ứng về trên hình ảnh của chúng ta. Ví dụ như tôi có một cái hiệu ứng trên hình ảnh như sau. Đó, khi tôi ghi chuột như vậy thì cái hiệu ứng như vậy nó gọi là cái hiệu ứng Parallax. Thì hôm nay tôi sẽ đi hướng dẫn các bạn làm cái demo cái ứng dụng này. Thì tôi đã tạo ra một cái process là demo Parallax effect như vậy, và tôi có cái folder CSS và folder image folder, rồi có một cái file là index.html. Rồi sau đây tôi sẽ đi mở cái folder này bằng cái tool là Visual Studio Code. Rồi tôi sẽ chọn Open Folder. Tôi sẽ chọn ở trong desktop. Đây là cái folder của tôi. Và ở đây thì tôi sẽ mở cái trang index này. Thì cái trang index kia hiện giờ nó trống. Thì tôi sẽ đi viết code. Đầu tiên thì tôi sẽ gõ thằng và tôi nhấn tab để tạo ra một cái HTML mặc định. Rồi tiếp theo thì trong cái folder CSS này thì tôi sẽ tạo ra một cái file style.css. Rồi bên này thì cái mục title thì chẳng hạn như tôi sửa lại cái title là Parallax Effect chẳng hạn. Rồi tiếp theo thì tôi sẽ đi link cái file style rồi. Rồi tiếp theo này, trong phần body này thì tôi sẽ đi viết code. Thì đầu tiên này tôi có cái đèn section. Rồi tiếp theo thì tôi có cái đèn if. Cái if này tôi có cái class là bằng img bx. Rồi tiếp theo thì tôi sẽ có cái các cái if tiếp nữa. Rồi tôi sẽ có tuần hai là box, rồi theo là box 1. Rồi tiếp tục thì tôi lại có cái thẻ div nữa, tôi copy dòng này xuống. Thì ở đây thì tôi có cái class là box và box 2. Rồi bên dưới này tôi sẽ viết một đoạn script, một đoạn code Java script. Rồi ở đây tôi sẽ có một cái biến. POS này bằng tức là position sẽ bằng cái document.document.enable. Rồi tiếp theo thì tôi sẽ gọi cái biến này, gọi tôi gọi cái hàm event listener. Rồi ở đây, trong này tôi sẽ có cái sự kiện là mau mu là cái chuột nó sẽ di chuyển. Rồi tiếp theo thì tôi gọi TOS, gọi style, gọi set property. Rồi tiếp theo thì tôi có cái e chấm là x cộng với nhé x. Rồi tiếp theo thì tôi sẽ set property theo cái chục y. Tôi sẽ
có cái e.lionp. Tôi click vào xem. Rồi tiếp theo thì tôi sẽ đi viết style CSS cho nó. Thì đầu tiên thì tôi có một cái style chung, tôi sẽ có cái dấu sao như vậy. Tôi sẽ cho nó cái mặt green. Tiếp theo là có cái padding này, không này. Tiếp theo là box này. Sizing này. Tôi sẽ cho nó cái border box. Rồi tiếp theo tôi sẽ có cái phong family là cái kiểu là pop insert script như vậy. Rồi tiếp theo thì tôi sẽ viết style cho cái thẻ section này. Thì tôi sẽ cho nó cái position này. Position thì tôi cho nó absolute. Tiếp theo thì tôi sẽ cho nó cái thuộc tính là top này, không này. Rồi tiếp theo thì tôi cho cái thuộc tính nét là không này. Rồi tiếp theo thì tôi sẽ cho nó cái width này 100% này. Rồi tiếp theo tôi cho nó cái height này 100% height này. Rồi tiếp theo thì tôi có cái overflow là 2 lần này. Rồi tiếp theo thì bên trong cái này section thì tôi có lại có một cái class là image này, bx này. Đó, thì tôi sẽ đi viết style cho cái class này. Thì tôi cũng có một số cái thuộc tính như trên này, thì tôi sẽ copy xuống và chỉnh sửa ra ngay. Đầu tiên là position thì tôi cũng cho là absolute. Rồi top net thì tôi cũng cho là 0. Rồi width thì tôi cũng cho 100. Height thì tôi cho 100% luôn. Rồi tiếp theo thì cái này tôi không cần, tôi bỏ đi. Rồi tôi có cái thuộc tính là display và flat. Rồi tiếp theo thì tôi có cái thuộc tính là Justify content, tôi cho là tan center này. Rồi tiếp theo thì tôi có cái tính là align item, thì tôi cho là center này. Rồi tiếp theo thì tôi có cái tính là background. Background thì tôi sẽ cho nó là cái URL và chọn tới cái folder image của tôi. Và tôi sẽ chuyển cái hình do như vậy. Rồi tôi cho save. Và tôi sẽ thử mở cái trang index của tôi lên trình duyệt thử. Đó thì bây giờ nó đã loát được như vậy. Thì tôi sẽ đi viết style để chỉnh sửa tiếp cho nó. Thì tôi sẽ cho nó cái breakdown size. Nào 110%. Rồi tiếp theo thì tôi sẽ có cái breakdown position. Tôi sẽ có cái hàm con. Và tôi có cái hàm pha và tôi có biết là trừ trừ x. Rồi tôi sẽ chia cho nó trừ 20. Rồi tiếp theo thì tôi có cái hàm, tôi sẽ có cái hàm call tiếp này. Và tôi chuyển cho là trừ trừ y này. Rồi tôi cũng chia cho trừ 20. Rồi tôi sẽ refresh lại trình duyệt.
Đó thì cái email của tôi hiện giờ nó đã có hiệu ứng như vậy. Tiếp theo thì tôi sẽ đi viết style cho cái box này. Thì style của cái box thì nó cũng nằm trong thẻ section, thì tôi sẽ có cái thẻ section luôn. Và tôi sẽ chấm đến cái box. À, trong cái box thì nó cũng có một số cái tính tương tự như ở trên. Tôi sẽ copy mấy cái thuộc tính này xuống. Rồi tôi cũng cho nó cái position absolute, top left thì cũng là 0, width thì cũng 100%, height thì cũng 100%, đây thì cũng là black. Rồi justify content thì tôi cũng cho là center. Rồi align item thì tôi cũng cho là center. Rồi tiếp theo thì tôi sẽ cho nó cái thuộc tính là backdrop filter. Thì tôi sẽ cho nó là blur. Có cả blur và tôi cho là 12 pixel. Rồi tôi sẽ effect lại trình duyệt. Đó thì cái ảnh bây giờ nó đã mờ đi. Rồi tiếp theo thì tôi sẽ viết style cho cái class là box 2 này. Box 2 thì nó cũng nằm ở trong section. Tôi sẽ chấm box 2. Rồi cái box 2 này tôi sẽ cho nó cái background. Background thì tôi có cái background URL ở trên này. Rồi tiếp theo thì tôi cũng có cái background size. Rồi tôi cũng có cái background position. Rồi tiếp theo thì tôi sẽ cho nó cái thuộc tính là thêm cái attribute là clip tab. Thì tôi sẽ gọi circle để nó tạo ra cho tôi một cái viền tròn xung quanh cái mặt xung quanh cái mặt của cái cô gái này. Rồi tôi cho xay. Rồi tôi defend lại chỉ cần. Đó thì bây giờ nó tạo ra cho tôi một cái viền tròn như vậy. Rồi tiếp theo thì tôi sẽ có cái thuộc tính before. Tôi sẽ viết trường hợp này. Trường hợp này tôi sẽ cho nó cái content là bằng rộng như vậy. Rồi tiếp theo thì tôi cũng có cái mấy cái thuộc tính như là position top net thì tôi cũng copy xuống. Thì cái top net này thì tôi sẽ set cho nó là 50% như vậy. Rồi tiếp theo thì tôi sẽ cho nó cái thuộc tính là transform. Tôi sẽ có cái hàm là change range. Tôi sẽ cho nó là -50%. Rồi -50%. Rồi tiếp theo thì tôi sẽ có cái thuộc tính width và height. Tôi sẽ cho cái width bằng 500 pixel. Rồi tiếp theo tôi có cái thuộc tính là height cũng cho là 500 pixel. Rồi tiếp theo thì tôi có cái thuộc tính là box shadow.
cái khó. Insert rồi 0 0 rồi 20 pixel. Rồi tiếp theo là VBA. Tôi sẽ có cái hàm là VBA như vậy để tôi lấy được cái mã màu, thì tôi sẽ chuyển vô cái tham số là 0 này. 0 này. 0.25 này. Rồi tiếp theo là tôi có thể tính là G-index này. Tôi sẽ cho là 10 này. Rồi tiếp theo tôi sẽ cho nó cái border radius này. Tôi sẽ cho là 50% này. Rồi tiếp theo save. Rồi bây giờ tôi sẽ refresh lại trình duyệt. Đó, thì bây giờ cái hiệu ứng của tôi là nó đã được đẹp như vậy. Đó, thì như vậy là hôm nay tôi đã hướng dẫn các bạn làm xong cái hiệu ứng Paranad Effect. Thì tôi xin tạm dừng cái video hướng dẫn của tôi tại đây. Hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo.